bạn, mình là Tuấn Linh. Thì hôm nay mình sẽ mua cái con chim sẻ này về để mà mình quay cho các bạn xem. Và cái mùa dịch Covid này thì mình chán cho nên là mình mua cái con này về để mà quay. Rất là háo hức. Con này từ nãy đến giờ nó cứ tìm cái đường ra mà nó năng động quá nên là tí nữa là nó lại mệt cho coi. Ba mình nói là chim sẻ thì nó rất là hiếu động cho nên là sống thì nó sẽ sống lâu. Để cho các bạn xem. Nó vừa mới kêu một cái tiếng động chip. Có vẻ là nó đã bắt đầu quen rồi. Con này là mình lấy cái lồng hamster nha mà nè. Con này là cái mình mua cái lồng chuột bạch. Con này thì mua lúc đầu là nó hơi là thế nào á, giống như là nó cứ năng động quá cho nên là nó cứ thấy sợ sợ. Lúc đầu mình mua về mình để trong cái bọc nó đứng kia, mình tưởng là nó cong rồi. Con này mình để cái bình nước như thế này không biết là nó uống được không nữa. Cái này thì rầm là mình sẽ thả nó đi, không nên để lâu. Chưa biết lý do tại sao mà nó có tên là chim sẻ. Con này là mình mua hai con nữa mà cho nó có làm bạn với nhau, tưởng là nó làm bạn thân thiết lắm, ai dè đâu hồi nãy nó bu vô cái chỗ đồ ăn này nó giành nó đá nhau rất là kỳ cục. Con này mua hai con này là 26.000, một con 13.000. Mệt chưa? Mệt chưa? Mày hết gạo rồi nè. Nhặt vô cái đã. Rất là sướng khi mà mình có được mấy cái con này. Oh my god.
mua cái lồng này ở tiệm Hamster Luna. Cho các bạn xem một lần nữa nè. Bây giờ nó bớt quậy rồi các bạn. Vậy thì đến đây là cũng là kết thúc rồi, bởi vì mấy bọn này nó mệt rồi. Bye bye. Mấy bạn nhớ đăng ký cho kênh của mình nha. Bye bye. Hi, xin chào các bạn, mình là Tuấn Linh. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện lời hứa là thả hai con chim sẻ này. Bây giờ mình sẽ thả nó nha. Trước khi thả nó thì mình đã chụp ảnh cho nó rồi. Bây giờ nó đang háo hức. Bây giờ mình sẽ thả nó bằng cách là mở cái này lên để cứng nó. À, rồi. Rồi sau đó là mình thế này thì mình không biết cách thả cho nên mình sẽ đổi xuống. Rồi bay đi, bay đi, bay đừng bay đi, mình chết nha con. Giờ còn có một con à. Một con bay rồi, nó im. Ui, nó đá dân cất vô mình. Ừ, đây này, này. Ôi,